Điểm khuyết điểm của bạn là gì? Khuyết điểm là do nhát gái chị ơi. Trời ơi, nhát gái quá ha. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi đi bạn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Linh. Năm nay em 24 tuổi. Em ở Bình Dương và em hiện tại là cán bộ đoàn. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Dạ, chào anh Linh, chào chị Cát Tường, chào cả mọi người. Em tên là Nguyễn Hồng Anh, hôm nay 27 tuổi. Em đang làm kế toán như quản lý nhân sự cho ông chú gần nhà. À, làm cho ông chú, nói chung là công ty nhà. Ở đâu? Em ở Cẩm Mỹ. Từ nhà anh mà qua em chắc ở 100 cây. Đường xa không có gì trở ngại hết. Nếu chúng ta có tình yêu, bạn yêu bao giờ chưa? Dạ, cũng được 4-5 mối tình. Cũng dữ ha. 4-5 mối tình mà không tìm cho mình một ý trung nhân nào được hay sao? Tại ở cách xa bạn kia là ở Nghệ An xa quá. Còn mấy mối tình kia là gần nhưng mà không hợp. Bây giờ mối tình này là vậy là xa hay gần? Cũng gần. Nhưng mà cái gì mà không hợp mà phải chia tay 4-5 mối tình dữ vậy? Dạ, do em ham chơi. Trời ơi, chơi gì mà anh ham chơi? Tối đi chơi với mấy người bạn. Bạn trai hay bạn gái? Bạn trai. Ham chơi quá mà bỏ bạn gái luôn á hả? Bây giờ tính sao mà đi đến đây rồi mai mốt quen xong rồi nó ham chơi nữa, mệt lắm mà. Giờ lớn hết ham chơi anh. Ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Khuyết điểm là do chắc nhát gái chị ơi. Trời ơi, trời ơi, nhát gái quá ha. Khuyết điểm là cái chỗ ham chơi đó, đúng chứ không phải nhát gái. Bao nhiêu lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Chắc có 2 năm đó chị. À, bạn gái thì sao? Hôm nay tại sao mình lại ngồi đến đây, mình không tìm được người bạn trai cho mình? Em cũng không biết tại sao nữa chị. Bình thường thì cũng có mấy người là do ba mẹ với lại anh chị đồ cũng giới thiệu. Mà không biết tại sao mà cứ vài ngày là mấy người đó đi lấy vợ hết. Bỏ em lại mà không có lý do gì sao? Em cũng hỏi sao mà tự nhiên đang theo em không? Theo thôi, đang theo em cái đi lấy vợ. Nói tại vì chờ em lâu quá không được, nên là anh lớn tuổi nên anh đi lấy vợ. Bây giờ em định bao lâu thì em mới tiến tới hôn nhân được? Khoảng 2 năm nữa chị. 2 năm vậy là cũng phù hợp với anh kia. Nhưng trước giờ em có mối tình nào chưa? Dạ, em có một mối tình là kéo dài 7 năm. Có nhiều lý do nên là bọn em chia tay. Không chia tay cho sớm đi mà để tới 7 năm mới chia tay. Cũng chia tay nhưng mà chia tờ rồi lại rồi chia rồi lại. Bây giờ dứt hẳn chưa? Dạ rồi. Bao lâu rồi? Khoảng 3 năm rồi. Thí dụ giờ anh trở lại rồi em đồng ý không? Dạ không anh, chia tay rồi thôi chứ quay lại chi nữa làm khổ. Chứ hồi đó em mới nói là cái chia rồi mà chia tới chia lui, dính tới dính lui hoài. Nhưng mà bạn đó thì có lỗi lầm mà em không thể bỏ qua được nên. Mà 3 năm nay có còn qua lại nhắn tin điện thoại gọi hỏi thăm rồi gì nữa không? Lâu lâu thì bạn cũng hỏi thăm nhưng mà em xác định là không có. Bạn đã lấy vợ chưa? Dạ chưa. Rồi tôi cũng phải lo lắng lắm nha, lo tình lắng yêu nha. Cũng lạ nha. Rồi bây giờ đi nè, chia lại 7 năm giống như chia bài vậy. Rồi bây giờ giới thiệu ưu điểm nhược điểm của mình đi. Em không có biết nấu ăn hay nạt người yêu. Hả? Dạ, ai mà làm phật ý em là hả em nạt lại liền. Ví dụ nạt sao? Thôi thì mức độ, ví dụ giờ anh đang làm gì em bực mình nè, đang trước mặt em nè. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì bị ghê vậy? Em đang bực mình là em quýnh. Trời ơi, em quýnh luôn hả? Dạ có. Em hay em là em cầm cái gì là em chọi đó, hoặc là cầm cây quýnh. Trời ơi, cầm cây quýnh luôn hả? Đó giờ có bị ai quýnh lại chưa? Dễ thương. Thôi sao dữ vậy trời, chắc cái mối tình 7 năm đó chắc cũng quýnh ta tà cát hết rồi nè. Không có quýnh anh cờ. Bạn đó thì em chỉ cắn tan nát tay. Còn cái tật xấu gì nữa không? Dạ em ăn nhiều. Ăn nhiều rồi gì nữa? Lúc nào em cũng thấy cười được, buồn cũng cười, vui cũng cười, mà đang làm cũng cười, ngủ cũng chị ngủ hai cũng em... cười. Chị hai em cũng hay nói là sao mày cười hoài vậy? Đám cưới, sinh nhật, đám giỗ, quậy, đám ấy cũng cười. Có không? Trời ơi, lạ, nhân vật bên kia cũng lạ nha. Đám gì cũng cười chân á. Nhưng mà nghe sợ không? Dạ bình thường. Trời ơi, ông này cũng lạ. Bạn trai, bạn có ưu điểm khuyết điểm gì bạn kể nghe thử coi. Dạ biết nấu ăn, biết pha sinh tố.
Biết nấu ăn hả? Tật xấu gì? Tật xấu hơi lười tí. Dạ em cũng lười. Rồi, hiểu cái cặp này về ở nhau cái nhà ra làm sao rồi đó. Mình mong muốn tìm một người yêu như thế nào? Cá tính. Đó, mình nói cá tính lắm. Ra ngoài là hiện đại, về nhà giống như phụ nữ hiền diệu trong nhà. Hiền diệu hiểu rồi đó, bà lắm. Hiền diệu lắm. Cắt ngát cái đường á. Sợ không bạn? Dạ không chị ạ. Trời đất ơi. Đây cũng lì lắm á, không đơn giản đó nha. Bây giờ ví dụ như giờ bạn gái bạn xách cây bạn rượt đánh bạn, bạn xử lý sao? Chừng nào mình có lỗi thì đánh chứ không có lỗi thì đánh được chị. Đang bực bội ta rượt ta xách cây đánh bạn là bạn làm sao? Mình chạy. Chạy với vòng vòng vậy đó hả? Dạ. Giống xưa má em với em thôi. Ồ vậy hả? Giờ vợ với đâu có sao đâu. Gu này cũng lạ lắm nè. Rồi em thích mẫu người bạn gái làm sao nữa? Giống má em. Má em là ra làm sao? Hiện đại lùng lùng mập mập. Hiện đại lùng lùng mập mập. Rồi lấy vợ về có làm dâu không? Chắc phải về nhà mà. Làm biến quá sao làm dâu đó được? Về chỉ lại. Bạn không thích điểm nào ở người bạn gái? Nhậu nhẹt, chửi thề, rồi hay đi khuya. Để hỏi coi chửi mà không biết có chửi thề không? Để hỏi. Ủa em giữ em chửi em nạt nộ mà có khi nào em chửi thề không? Dạ không. Hả? Này nhậu chắc có phải không? Dạ có. Nhiều ít? Dạ cũng một hai chai. Có hay đi khuya không? Lâu lâu có chị. Đi khuya nhất là mấy giờ? Dạ 11 giờ. Thôi cũng được, chưa quá nửa đêm. Rồi mình gặp gỡ người thân coi cái tình hình cá tính của hai người này thế nào nha. Bạn trai đi với ai? Dạ đi với anh họ. Anh họ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Sau đây em xin nhận xét một ngắn gọn. Đẹp. Dạ 9/10. Đứa nào 9 đứa nào 10? Dạ chắc bên đây 10. Dễ thương, hiền thì phải suy nghĩ lại. Em thì sao, mình có đi với ai không? Dạ em đi với anh chị hai của em với bạn của em. Anh ruột á hả? Dạ không, chị là chị ruột còn anh rể. Rồi chào anh. Dạ xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Đến chương trình đây thì cũng mong muốn cho em gái tìm được một nửa hạnh phúc của mình. Chúc em gái chọn được đúng người mình cần tìm. Anh nhìn bạn đó là sao? Bạn thì ok, giống anh đó. Giống anh vậy gì? Ngoại hình, tính cách nữa em gái. À giống anh là ok đó hả? Em không cần là đẹp trai, nhưng mà phải dễ nhìn, phải nuôi được em. Tại vì em cũng khó nuôi lắm. Nuôi được không? Được. Được. Mình có đưa ra cái mẫu người giống ai không? Chân chất thật thà giống anh Nguyễn Linh là được chị. Đây cũng đen đen giống tôi nè, đẹp trai hơn tôi thôi. Thôi giờ hàm kéo màn lên đi, cho hai bạn trẻ gặp nhau có tình hình nó sao. Kéo màn. Nó trò chuyện đi để hiểu nhau kỹ hơn. Dạ cảm ơn anh. Anh nhìn em thấy em sao? Em dễ thương. Mập mập. Thích ăn nữa đó. Anh có nhậu không? Chắc cũng có. Dạ mà nãy giờ em chưa biết anh tên gì luôn á. Anh tên Hoàng Anh. Dạ anh có nhậu không? Mới hỏi tức thì trời cô này. Anh có. Vậy nếu như mà được á thì anh có chịu bỏ nhậu không? Cái này là con lâu lâu mình đi tiếp xúc với công việc phải nhậu em. Anh có tính gia trưởng không? Không. Vậy tại vì em á, nhà em thì còn có mình em mà chị hai em đi lấy chồng rồi. Nên là nếu mà được thì anh có về ở gần với ba mẹ em được không? Cái đó để anh xem xét lại. Em thì không có biết nấu ăn, cũng việc nhà thì em vụng về lắm. Nên là bối rối quá. Bối rối, bạn trai tên gì còn nhớ không? Hoàng Anh. Bạn trai biết tên bạn gái không? Dạ quên chứ. Xứng đôi vừa lứa đúng luôn á. Kẻ chính lạng người nửa cân đó. 1/9/10 á. Linh Linh Quyền Linh. Có nói quá thôi mình hát đi bạn. Làm công tác đoàn là hát hay lắm nè. Hát tặng bạn trai một bài đi. Dạ em xin hát tặng anh. Bao đêm em mơ được gặp anh, thầm ước trọn kiếp bên người. Ngày xưa anh nói yêu thật nhiều một mình em, vì tim em trao anh dần chọn hết con tim yêu. Mà sao anh đành gian dối hỡi người. Anh hỏi em đi, em hỏi anh hoài vậy. Bây giờ nào, em cảm nhận về anh sao, em thấy anh được không này kia, vô vấn đề luôn. Giờ hẹn hò mình có sao một kìa? Phút nữa thôi, 100 cây số đó. Em thấy anh sao?
À, em thấy anh cũng dễ nhìn, nhìn hiền á, mà em không biết có hiền không thôi. Nếu mà có hẹn hò thì anh tính lên Phú Giáo một tuần mấy lần? À, nếu sắp xếp việc được chắc một tuần lên 1 đến 2 lần. Nhưng mà em thì thích lên nhiều người không? Cái đó là chắc không được em ơi, cái công việc nữa. Tới đây cũng gặp có duyên, nếu có gì thì mình vẫn là bạn. Dạ, nếu mà được thì chúng ta là bạn. Có gì em qua Đồng Nai thì em liên lạc với anh uống cà phê. Cứ còn... điện cho anh. Dạ. Rồi, hết thời gian luôn. Để tay nút bấm đi bạn. Suy nghĩ thật kỹ nhé. Bấm nút là các bạn đồng ý để tiến đến xa hơn nữa. Không phải bấm nút là uống cà phê đâu nha. 1 2 3. Hết thời gian. Tôi thấy rằng hai bạn cũng có một chút cảm tình với nhau, nhưng về suy nghĩ thì như nó khác nhau đúng không? Thì mấy cái chưa hợp. Chưa phù hợp lắm. Dạ. Rồi, hy vọng rằng chúng ta tìm được một cái tình yêu đủ lớn để chúng ta vượt qua tất cả mọi thứ. Đây, xin gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Ngoại hình gì nữa không? Mắt, không mũi, à, tai, tóc gì đó. Tóc đừng có hói được đó. Đừng có hói hả? Dạ. Không sao cả, có thể ngay tại hôm nay, ngay tại lúc này chúng ta không tìm được một nửa của mình. Nhưng mà khi đã đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, rất còn nhiều cái cơ hội với chúng ta. Chúng ta có thể là tham gia vào trong, đúng rồi, trong cái fan club của Bạn Muốn Hẹn Hò. Biết đâu đó sẽ có một nửa của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay, xem họ như thế nào. Hả Màng? Mời bạn nam. Rần rần. Mời bạn nữ. Rồi, bạn nữ giới thiệu về mình trước đi. Dạ, chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh ạ. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Oanh ạ, 28 tuổi. Hiện đang bán bánh online đồ ăn vặt trên mạng ạ. Bạn quê ở đâu? Dạ, em ở quận Tân Phú ạ. Tân Phú, rồi. Anh tên gì, anh đến từ đâu? Dạ, em tên là Nguyễn Thanh Hưng. Em đến từ Củ Chi. Củ Chi có khoai mì đúng không? Dạ, đúng rồi. Bên kia bán bánh bông lan, về mình làm thêm bánh khoai mì thì cũng ngon ạ. Ngon hả? À, anh bao nhiêu tuổi rồi? À, nay 33. 33, nghề gì? Chăm sóc bệnh nhân. À, điều dưỡng đó hả? Làm điều dưỡng như vậy được bao năm rồi? À, nếu mà làm thì tính ở Bệnh viện 11 thì khoảng 3 năm. 3 năm. À, còn làm ở Củ Chi thì khoảng 6 năm. Có mối tình nào chưa? Nếu mà 33 tuổi mà không có thì không đúng. Đúng rồi. À, có 2 mối tình. 2 mối tình. À, một mối tình thì cách đây khoảng 6 năm. Còn một mối tình cách đây khoảng 1 năm. Bên kia có mấy mối tình rồi? Nếu mà nói chính thức thì chắc chưa. Chưa? Chưa có mối tình nào. Ủa, lý do tại sao? Tại em đi làm giao hàng xong là em về nhà. Em ôm laptop rồi làm máy tính vậy thôi, chứ em không có giao tiếp ở bên ngoài. Thì bây giờ thích con có bạn trai chưa? Thì dĩ nhiên thích rồi mới lên đây. Bạn có điểm mạnh với điểm yếu gì? Điểm mạnh của em là có thể nấu ăn, thích chơi thể thao này nọ. Còn cái điểm yếu nhất á là ít nói, đụng về lắm, hậu đậu. Đâu, đụng cái đó gì quá. Nhưng mà làm bánh làm đồ sao mà hậu đậu được? Dạ, hậu đậu nó không bị phỏng hay cái gì đó. Hậu đậu trái sao em? Trái quên là trái rồi sao? Trái bánh rồi sao? Em thích mẫu người thế nào hả Quanh? Cái mẫu người của em thì cao hơn em tí, nhưng mà người hơi tròn. Tại vì em đã tròn rồi, em cũng muốn gần tròn. Tròn, có tròn. Tròn là sao nữa? Dạ, cao khoảng 1m65 hay là 70. Dư xăng, ngoại hình gì nữa không? Mắt, dạ, không mũi, à, tai, tóc gì đó. Tóc đừng có hói được. Đừng có hói hả? Dạ. Em không thích hói hả? Dạ. Hói sao mà không thích? Dạ, em không thích hói à, nhìn kỳ kỳ sao á. Gì đâu kỳ. Có hói mình có thuốc cho bạn uống nha. Có mắt he. Mắt he ha, uống vô hết hói. Nhưng mà bây giờ em có điều nào em không thích ở người bạn trai không? Hút thuốc lá nè, hay là nói tục. Có nói tục không? Cái suy nghĩ của mình nói là không phải là mình nói là cái suy nghĩ người ta nói bậy mà trời, người ta không có bậy. Suy nghĩ bậy mà không có bậy. Nói bậy mà không suy nghĩ không có bậy. Nói bậy mà suy nghĩ không có bậy. Nếu mà đã suy nghĩ không bậy tại sao phải nói bậy? Tại vì nhiều khi mình nói cho vui. Ví dụ mình làm cực quá mình phải nói cho vui, nói cho những cái nên nó thoải mái lại tinh thần. Ủa sao vậy? Dép đâu?
nông dân mà đâu có. Trời ơi, vậy luôn á hả? Đẹp ha. Tượng mà. Ấn tượng. Anh thích người phụ nữ thì sao? Thì người phụ nữ thì dễ nhìn, dịu dàng. Sao là dễ nhìn? Tại vì mình nhìn là thấy, cảm thấy được là mình. Mình cũng đâu có đẹp. À, rồi còn cái điều gì bạn không thích ở người phụ nữ không? À, phụ nữ thì không thích là có cái là mình làm việc gì thì ví dụ mình phải nhớ này kia. Ví dụ là nhớ gọn anh đó hả? À, nhớ không nhau phải là hả? Mình nói là làm cái gì phải gọn gàng cái đó. À, là hậu đậu không có được á. Bên đây hơi hậu đậu. Không thì hơi thì cái chuyện đó mình về mình sẽ cải thiện sao anh? Rồi. Nói thôi bây giờ nè, vô chuyện cưới hỏi vụ giờ rồi chừng nào đám cưới được. Nếu mà được thì năm nay hoặc năm sau. Là dễ có làm dâu không? Làm dâu thì đó là cũng tùy. Nhưng mà mình đã chuẩn bị gì để mà cưới vợ chưa? Chuẩn bị thì chuẩn bị đầy đủ hết. Mình ở chung trong nhà luôn với mấy anh chị hay là mình ra ở riêng? Không thì ở chung với ba mẹ. Củ Chi đất nhiều không? Đất thì cũng rộng. Củ Chi rộng lắm mà đất đai trù phú lắm. Nếu mà nói thì cái nhà thì lên đây thì nếu mà đem lên đây thì cho mướn tháng cũng được mấy chục triệu. Mà điều buồn cái nó nằm ở dưới. Nằm ở dưới. Khổ ghê. Phải mà ginh lên đây được thì ginh rồi. Ginh lên được thì đâu có ngồi đây. Đúng rồi. Nói chung là chất phát thật thà. Ô, em làm dâu được không? Thì làm dâu cũng được nhưng mà em thấy anh bên kia xa quá cho anh. Tân Phú thì chạy cái rác Cộng Hòa thẳng hoài tới Củ Chi rồi. Củ Chi gần sạch à chị hai. Tại em muốn ở gần với ba mẹ em nhiều hơn. Tại mình em là con một á. Hay hỏi anh kia bắt rễ được không? Anh chịu không? Ở rễ được không trai? Nếu mà ở rễ được thì ở. Tại vì nhà đâu có đâu ai mà nhà nam không à. À. Yên tâm à. Có chỗ không? Dạ nhà của em cũng lớn à. Được, vậy cũng được á. Bây giờ anh hỏi là thí dụ giờ cái người đó yêu em dữ lắm luôn, hai người thương nhau dữ dội lắm. Nhưng bị cái hói đầu á. Thì sao? Hói nhiều không anh? Nhiều. Vậy thì sao? Cái này thì mình cải thiện sao cũng được á. Chỉ có anh băn khoăn chỗ đó thôi. Dạ. Chứ thấy hai người cũng cũng ăn bánh bông lan nhiều lắm á. Bây giờ hôm nay em có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ. Rồi để hỏi mẹ là cái vụ bắt rễ coi. Dạ chào cô. Chào cô Cát Tường. Dạ. Thì tôi chỉ có con một thôi, cũng mới bắt rễ mà tại vì mình cũng đâu có muốn bắt buộc con được. Thí dụ như điều kiện con nó ra riêng hay là theo chồng thì cũng phải chấp nhận thôi. Mà nếu mà có điều kiện ở rễ thì quá tốt. Dạ. Dạ. Thì nhận xét bên đây thì thấy cháu đây nó là làm về bên điều dưỡng thì thấy cũng hồi xưa quanh nó cũng chọn nghề điều dưỡng mà tôi không cho đi học ngành dược để nghĩ là điều dưỡng cực quá, cho ngành dược cho nó khỏe, học lấy cái bằng rồi để đó không đi làm. Dạ. Bây giờ lại mê đam mê nghề làm bánh rất là cực, cũng chọn nó nói hậu đậu vậy, thực tế là không phải mình tự mình vuốt đuôi con mình, nó làm đâu gọn đó, nó nghĩ là tôi là lớn tuổi rồi không có dọn dẹp được trong ngoài gì một tay nó hết. Dạ. Dạ. Có đi với ai không? Dạ đi với đồng nghiệp. Rồi, anh đồng nghiệp. Xin phép chào chương trình. Em là em út của anh Hưng. Cũng hiện tại cũng công tác chung với anh Hưng tại bệnh viện quận 11. Cái tính cách của anh Hưng thì một con người rất là thật tình. Ảnh đã làm cái việc gì thì cố gắng làm cho nó hoàn thành rất là tốt. Việc làm rễ hay này kia rồi nấu ăn rồi này kia là anh Hưng là số 1 luôn á. Thì nhận xét bạn gái bên này như thế nào? Em thì em thấy chị bên đây thì cũng được. Nhưng mà sao? Tùy duyên của anh chị nữa. Thì em xin hết. Rồi, cảm ơn hai bạn. Cảm ơn anh. Bây giờ chuẩn bị hai bên gặp mặt ha. Nói tóm lại là nó cũng có nhiều thứ mà mình phải cẩn thận trong lúc gặp gỡ ha. Là sao? Là sao? Hả? Nhà trai có lũng đoạn gì hả? Không có gì hết á, nói chung là phải tạo ấn tượng lúc đầu. Phải có những thứ cô gái chưa thích lắm. Rồi, bây giờ mở màn. Bình tĩnh nha. Đó. Trời ơi. Tặng quà tặng gì đi. Trời ơi, cái gì vậy lớn. Dạ, em cảm ơn anh. Dưới này mình là dân Củ Chi thì mình có món đặc sản của Củ Chi tặng em dùng Lễ Hảo. Dạ. Tặng cho anh Quỳnh Linh một dùng giống bà cụ bán bánh.
À, tặng cho ô củ khoai mì được rồi. À, bác cái đi xuống tặng bác nói sao tặng bác xin phép luôn nha, xin phép làm quen con gái bác luôn nha. À, xin phép bác tặng bác một nhét cái khăn xuống đi ông ơi. Thôi để vậy luôn. Không để vậy luôn đi trời. À, và xin phép bác để bác cho con dưới quanh quanh được làm bạn với nhau. Thì bác cho phép ăn thua nương quanh. Dạ. À, thì nó thôi thích hợp để chọn. Rồi, bác là chọn rồi đó. Rồi. Để yên nguyên khoan. Đừng mở ra. Mở ra mất ấn tượng. Dạ. Anh thấy em sao ạ? Em thì cũng dễ thương và đẹp. Anh có thể cởi cái cái gì? Cái gì mới gặp kêu cởi cái gì? Cái gì cởi cái khăn tròn trên đầu được không ạ? Từ từ nha. Nhưng mà đừng ấy nha, nãy em không thích nè. Thành anh mới... And then... And then... Dạ. Cái này chắc anh có thể cạo luôn. Trời ơi! Nãy nói rồi mà. Có thể cạo mà. Có mát he rồi, yên tâm, không có lo. Nãy qua tôi cũng không thấy rõ vụ này ta. Nãy qua là tại vì một cái nơn bơm. Anh quan niệm hôn nhân thế nào ạ? Hôn nhân thì điều kết hợp giữa hai người với nhau thì nếu mà hợp lý tình. Anh thích coi phim không ạ? Coi phim thì anh cũng thích coi mà tại vì công việc rất là nhiều. Tại nhưng vì mà anh nhiều vậy thì anh có dành thời gian cho em được không? Nếu mà một tuần một lần hai lần thì được. Tại vì nếu mà nói thật sự luôn anh ở trên này thì anh cũng có nhà ở Tân Phú. À, tại vì anh làm ở Củ Chi là 6 năm. Bệnh nhân của anh trên đó cũng rất là nhiều. Nên anh cũng đi làm về ở làm đây rồi giờ trở làm phim. Với lại em nói trước luôn là cái da mặt của em nó không được đẹp á. Trang điểm trên này thì thế vậy thôi. Nhưng mà nếu mà tháo cái bóp trang điểm đi á thì em sẽ thành một cái người khác. À. Em không biết anh có chấp nhận em không? Người khác là người sao? Nó mặt nó đen với lại nó không có được như thế này đâu. Người Việt Nam mình sinh ra người sao thì mình cứ để như vậy. Đẹp tự nhiên, nét đẹp tự nhiên thì nó lại tốt hơn. Bạn nữ cảm nhận bạn trai thế nào? Có cái đầu, nhưng mà em nghĩ là cái này không có vấn đề gì. Quan trọng là cái nội tâm bên trong thế nào. Hai người có thể hùng nhau mở tiệm bánh bông lan không? Được. Nếu mà em mở bánh bông lan, anh cắm bông để bán. Đó bông, vỏ bông đó là anh cắm á. Là anh tự thiết kế vỏ, anh tự cắm luôn. Quá đẹp nha. Không ngờ là anh lại có hoa tây như vậy. À, anh cắm nè, cái này là cái que cái luôn hả? Em nè. Thiết kế luôn. Ồ, vậy đẹp rồi. Vợ làm bánh bông lan, chồng làm bông. Hai người bán cũng được á. Ha. Thôi. Đó là những cái phút giây ngắn ngủi để chúng ta trò chuyện với nhau. Và bây giờ là đến phút giây quan trọng nhất. Chúng ta hãy lắng nghe. Bản thân mình đang muốn gì, suy nghĩ của mình, cảm xúc của mình và quyết định. Bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau, cho nhau một cơ hội. Cảm thấy không phù hợp thì không bấm nút. 1 2 3 Hết thời gian. Hai bạn nhé, hợp đấy, đàn trai thật thà chất phác, cô gái cũng vậy nữa, mình nắm tay cái để cảm giác ban đầu gặp gỡ. Trời ơi, tay lạnh quá. Hả? Xứng đôi ghê. Cảm giác thế nào? Ấm. Đây những chiếc vé xem phim, chúc hai bạn sẽ có thời gian lãng mạn bên nhau. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh và áp dụng với các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, lấy hoa về đi. Đây, mình bỏ vô cái thúng đây, nè. Đây, hoa, bánh. Rồi, đúng rồi, đó. Rất là dễ thương. Thu hoạch quá ha. Bác nông dân bữa nay thu hoạch nhiều dữ. Mập mạp, múp míp, mụm mỉm, dễ thương. Ơn yêu đương lại tình viên. Người ơi,
anh đã hiểu tình em. 3. Cái tội hung mà không nhớ. 4. Hôn là lần đầu tiên cũng có khả năng là rung. Hơi rung, hơi e dè, hơi ngại. Nhưng hôm sau ghiền. Sao chị? Thì đó, đó là kinh nghiệm đó. Em biết thế. Rồi, xin chào cả nhà. Tường đã vào đúng vị trí là bà Mai của mình rồi. Và hy vọng là ngày hôm nay bà Mai sẽ mát tay nha. Dạ, chào anh ạ. Chào chị có Tường. Dạ, anh ngủ luôn rồi hả anh? Rồi, bây giờ anh đợi nha. Tường sẽ ra ngoài để mà mời bạn gái của anh vào đây. Chúng ta sẽ trò chuyện nha. Dạ, cảm ơn chị nha. Dạ. Bên trái. Đó. Mình tháo mặt nạ ra được rồi đó anh ơi. Dạ. Trước tiên là đến phần giới thiệu. Mời anh giới thiệu trước. Dạ. Trước hết là chào chị Cát Tường. Chào người đẹp ngồi đằng sau trái tim này. Mình xin tự giới thiệu là mình là Phạm Văn Thăng, đến từ Thái Bình. Và hiện tại là đang làm việc và sinh sống ở dưới khu nghiệp Nhân Trạch, Đồng Nai. Năm nay là 38 tuổi. Công việc của em là làm bên cơ khí. Rồi, mời bạn gái nói. Em là Xuân Tinh, em 35 tuổi. Em sinh sống ở Vũng Tàu và quê em ở Nghệ An ạ. Nhân Trạch, Đồng Nai qua Vũng Tàu xa gần anh? Dạ, cách tầm 70 cây chị ạ. Gần. Rồi. Mà nếu yêu nhau thì mình bao lâu mới gặp nhau một lần? Dạ tùy theo bạn gái thôi. Em thì thời gian có trong tay mà. À vậy hả? Vâng. Thời gian có trong tay. Em mong muốn bao lâu gặp nhau một lần? Vậy em thì khi nào thuận tiện thì gặp thôi, không có quan trọng là nhiều hay ít ạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu đi. Bạn gái giới thiệu trước, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là suy nghĩ độc lập, chủ động. Điểm yếu của em thì ngoại hình không được dễ nhìn lắm, hơi nhạt sân khấu một chút, không có năng khiếu về nghệ thuật. Ngoại hình ok mà, tự ti về bản thân quá vậy không có đâu. Ok hết kiểm nha. Kiểm tốn. Rồi thế còn anh, dạ. Ưu điểm, khuyết điểm. Ưu điểm của em là biết lắng nghe, chia sẻ và biết sống tự lập. Người ta đánh giá em là có trí nhớ hơi tốt. Còn khuyết điểm của em thì em là không biết hút thuốc, không biết nói dối. Và có một khuyết điểm lớn nhất là em chạy xe hơi nhanh. Gì nguy hiểm vậy? Dạ. Thì đó là khuyết điểm của em mà. Mà mình biết khuyết điểm của mình đó rồi mà có khuyết điểm này nó nguy hiểm. Mình phải kiềm chế lại. Em đang chờ là có một người nào đó ngồi đằng sau em mới nhéo sườn kêu chạy chậm thôi. Rồi xe Honda số thì bao nhiêu cây số giờ? Nếu mà em có việc gấp thì có khả năng em chạy tới 90% gì đó. 90% gì đó. Trời ơi, không được. Thế là đường vắng. Chứ không phải là đường này mà chạy vào thì có đi đâu rồi. 60 được rồi. Vâng, hôm trước ông công an bảo em là 60 thôi, chạy 60 thôi. Đúng rồi, quy định 60 là nó vừa an toàn. Và chạy vậy cô gái dám ngồi sao không? Dạ thôi chị ơi. Anh đang cần người như vậy đó. Em chở cũng được chị. Hỗ trợ luôn, anh ngồi sao được không? Cũng được. Thế tốt quá gì đó. Vậy em mong muốn một người bạn trai như thế nào? Em mong muốn một người bạn trai có suy nghĩ trưởng thành một chút, có khuôn mặt sáng một chút thì tốt. Mặt sáng là mặt sao em? Nhìn có thiện cảm thế ạ. Trời ơi sao đông người quá vậy. Ở đây được rồi. Hãy dòm thử xem trong này có chàng trai nào mà em tìm kiếm giống đứng đâu thấp thoáng trong đó không. Đây, tìm xem có cô gái nào mà em mong muốn ở trong này không? Bạn dạ. Muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm một người bạn gái là thứ nhất là có đứa da trắng. Da trắng. Biết lắng nghe và quan trọng nhất là biết nấu ăn. Biết nấu ăn không cưng? Dạ, nấu ăn thì biết, con ngon hay không thì con tùy chị. Miễn nấu ăn được là được rồi, ngon hay không thì tùy, muốn ngon ra nhà hàng. Ủa, sao chị quen với ta? Chị ơi, chị người này chị. Đâu, đoán thử coi. Từ đằng sau lại thứ hai. Lý do tại sao em chọn cô đó? Em nhìn thấy có cái gì đó quen quen thì xài. Tôi cũng không biết đúng không nữa. Cầm đi lát hỏi cổ có phải không nha. Vâng. Rồi đoán ra anh nào chưa? Cho cổ một cái đặc điểm nhận dạng coi. Ví dụ như anh là người như thế nào? Em cứ xem là người nào mà xấu nhất trong đấy. Thế thì em không chọn đâu. Xấu nhất là cổ không chọn đâu. Vậy cái này hả? Trong 4 chàng đó đó có một chàng chọn đi tôi gả cho. Rồi cứ giữ nguyên vậy đi nha. Tường sẽ mở cánh cửa trái tim này ra nha. Trước tiên là cái pha gọi là đoán người. Thử xem hôm nay cái giác quan của mình có đúng hay không. Mở cửa trái tim. 1, 2, 3. Chào em. Chào anh ạ. Rất vui được gặp em lần đầu tiên. Em xin có món quà tặng cho em. Chắc phải đi qua đường này đường kia không vừa. Cái này anh không có đồng hồ. Sáng anh mới sáng ở dưới cho anh luôn, hy vọng là để trên bàn trang điểm á. Khi nào mà sáng em nhìn dậy hoặc là đi làm về nhìn thấy cái đồng hồ thì coi như nhớ ngày hôm nay. Cảm ơn anh ạ. Cái này là quà gặp mặt anh ạ. Đừng có tặng thuốc nha, anh không hút thuốc. Nghĩ sao con gái mà đi tặng trai mà tặng thuốc. Rồi. Cảm ơn em nhé. Bây giờ cho nhau biết là mình ai đoán đúng ai đoán chật nè. Thì em đã sai không? Vậy.
Rồi em đưa cái tấm hình cái người cô chọn cho cổ coi. Từ thứ hai, hai từ dưới đây. Đúng hả? Ừ. Trời ơi, ông đúng mà ông còn không biết ông đúng luôn á. Cái này tới 30 năm về trước chứ hay là như thế nào mà sao lại không nhận ra nhỉ? Cái này cô đang đi hồi đi học sao? 3 năm trước. 3 năm trước hả? Vâng. À, vậy nói cũng đúng đấy. Còn em chị anh người đọc vậy? Đúng rồi. Hay quá. Ở pha đầu tiên các bạn ấy đã xuất sắc. Thế về tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Hả? Chắc nhiều gái em lắm. Sao vậy? Có chuyện gì? Nói chị nghe coi. Ôi, xin lỗi mọi người nhé. Sao vậy? Có chuyện gì? Tại vì em thích có em bé. À, nhưng mà chị nói thế làm em cũng hơi... Em thích có em bé. Vâng. Thích có thì mình có chồng là mình có em bé thôi. Chuyện đó đơn giản mà. Không muốn lấy chồng mà muốn có em bé thôi là mới mệt. Đó, thế giờ cái tình trường của mình sao? Đã có mối tình nào chưa? Em cũng trải qua vài ba mối tình sơ sơ ạ. Sơ sơ là sao? Sơ đến mức độ nào? Tức là nó cũng ở mức vừa phải thôi chứ không phải là mất mấy năm như những bạn khác. Chắc là em khó tính quá. À, em khó tính quá. Biết khó tính quá thì mình phải bớt lại chút xíu. Tại vì quan điểm ngày xưa của em là cũng không có nặng cái chuyện gia đình lắm. Không có xây đắp theo kiểu là sẽ lập gia đình. Bây giờ thay đổi tư duy. Đã quen, yêu nhau thì mình phải vun đắp cho cái tình yêu để tiến tới xa hơn, để thôi mất thời gian. Đúng không? Yeah. Với lại muốn có em bé là tuổi này cũng đã bắt đầu trễ rồi. Đó, mình tìm hiểu một thời gian mình lấy nữa thì mình cũng phải nhanh chóng để mình chăm sóc con mình cho nó tốt. Còn anh thì sao? Tình trường? Em thì thật sự là em cũng đã một lần đổ vỡ rồi. Có một cháu gái năm nay 13 tuổi đã. Đang sống với ai? Cháu ở ông bà nội, ở với lại ông bà nội từ nhỏ cơ. Ở ông bà nội từ nhỏ. Yeah. Hiện giờ là ở đâu? Ở ngoài quê. Tụi em chia tay từ năm 2015 cơ. Cô đó có gia đình mới chưa? Chưa. Em thì đi làm và cưng chiều vợ cực kỳ luôn. Nhưng mà người ta vẫn bỏ ra đi là phải ra đi. Và tụi em ăn ở đến năm 2010, tụi em xây nhà ở dưới đấy, một cái nhà đầu tiên trong vòng một năm. Thì kiểu nó cứ lục đục, xong rồi vợ chồng cứ va chạm này nọ thì... Xong rồi cô ấy bỏ, cô bảo là cô bỏ về quê. Em thì em không có quan trọng là vợ em phải đi làm hoặc cái gì cả, nhưng mà bản chất ở nhà rảnh rỗi quá đông hư. Mình thì đi làm kinh tế thế này, mà bây giờ vợ cứ như vậy thì không được chịu nổi rồi. Nên là em quyết định em bảo thôi thì dừng. Đã đổ vỡ một lần, thì lần này mình phải suy nghĩ cho chín chắn. Thế thì anh có muốn có em bé nữa không nếu như mình kết hôn? Dạ có, cái này em chắc rất cần mà. Chứ nhiều người nói thôi tôi có con rồi, tôi không muốn có con nữa. Mình phải càng mong hơn nhiều nữa vì em thích là có người là có của. Em có sợ người ta nói mẹ ghẻ con chồng không? Quan trọng là chồng mình nghĩ như thế nào thôi ạ. Chồng mình đương nhiên thương mình mới lấy mình chứ. Không chị, nhiều khi mối quan hệ là phải do chồng tin tưởng mình nữa thì mình mới làm được. Bây giờ thì Tường sẽ để dành cho các bạn ít phút nữa để trò chuyện với nhau nhiều hơn. Tường ngồi đây hai bạn chưa thoải mái. Bây giờ mình sẽ đến với buổi ăn trưa rất là đặc biệt mà chương trình dành cho hai người nhé. Ơi, bây giờ thì Tường mời hai bạn thưởng thức món ăn có tên gọi là mì hải sản Hàn Quốc nhé, của nhà hàng East West Ruin. Rất ngon. Ăn, tâm sự với nhau nha. Ít phút như Tường sẽ quay trở lại. Em ăn đi. Ơi, ở dưới tàu là em ở cùng ai ở dưới đó? Em ở cùng với em gái em. Em gái em năm nay lớp 12. Mới có lớp 12 á? Vâng. Anh xong ở để bé này anh nuôi mà lại gửi về cho ông bà. Thì công việc của anh không thể trông bé được. Với lại ngày xưa là chính bà nội lại khai sữa cho cháu, đâm ra giờ là quen hơi bà nội, cứ đi theo bà nội thôi. Quê anh là ở đâu? Anh ở Thái Bình. Nhưng mà chắc anh ý định ở trong này luôn đấy. Hơi cay. Em cũng không ăn được cay. Anh thì lại không ăn, càng không ăn được. Dạ. Nhưng mà cũng ngon đấy anh. Vậy mà tại sao được cái đường tình duyên mà này, làm sao mà phải, cuối cùng là phải đưa lên tới đây hẹn hò vậy? Em cũng có hơi bốc đồng một chút. Thỉnh thoảng thích làm trại với khuôn khổ một tí xem nó như thế nào. Thực ra là em hồi xưa là em không có ý định lập gia đình, nhưng mà gia đình em nói quá không chịu. Sau rất nhiều đấu tranh mà không được cho nên là giờ quyết định lập gia đình. Tại vì cái mong ước của em ấy, ngày xưa là em thích nhà phải có 3-4 đứa con cơ, nhưng mà tại vì bây giờ mình lớn tuổi thì nó cũng hơi khó. Cổ lắm thì chắc chỉ được 1-2 đứa thôi. Nên là chị lúc nãy nên là lúc nãy chị Tương hỏi là sao chờ, ông chờ ông Thương cho đến 5-6 đứa sao? Không nuôi được đâu ạ. Không nuôi được á? Vâng. Ngày xưa ông bà mình khổ thế còn nuôi được nữa, cũng chi bây giờ? Ngày xưa khác bây giờ rồi anh.
cái cách nuôi của ngày xưa khác cách nuôi của bây giờ. Chưa nuôi đàn được bây giờ. Ở trên Vũng Tàu với lại trên chỗ anh thì cũng gần thôi. Có duyên thì phải có lợi đó cơ. Hả? À? Thì cứ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau. Thì sợ em là đằng ngại anh là có gia đình rồi. Anh thật sự rất ngại cái đấy. Thì đôi lúc anh đi cũng đi bạn bè giới thiệu này nọ thì cũng nhiều người con gái người ta cũng hơi chạy cái đó. Thế sợ là những người có gia đình hay phức tạp về cái vấn đề trong gia đình ấy. Anh thì được cái là con anh thì anh không phải lo. Ông bà lo hết. Và anh chỉ đi làm rồi gửi tiền về chăm bón lúc mà đi học với ăn uống thôi. Nó đây hay cứ dục bố lấy chồng, à đây vợ. Ăn chưa? Ăn mì Hàn Quốc chưa? Cay lắm chưa? Cay. Em trời, đàn ông cay. Mỏng với găng cay dở thiệt. Em thế ăn được không dở? Dạ có hơi cay nhưng mà ngon. Ngon. Chị nãy giờ chị ăn hai tô luôn rồi đó. Hơi dạ. Cay nhưng mà ngon. Em qua được cay. À. Ví dụ như mà mình quen nhau thì em nghĩ bao giờ mình tiến tới hôn nhân được? Theo em là bây giờ anh lúc nào sẵn sàng? Thời gian thì không quan trọng lắm. Tìm hiểu thấy phù hợp thì tiện tới thôi. Thôi bây giờ chơi cho nó vui chút xíu nè. Bây giờ Tường sẽ cho các bạn bốc thăm. Rồi chúng ta sẽ đọc lên những cái yêu cầu trong này nè. Rồi thực hiện. Rồi. Anh đọc giùm em được không? Đâu chị? Đọc đi, được thôi. Chúng ta có quyền trợ giúp. Yêu cầu đối phương hát. Nói một câu, tỏ tình đáp bạn. Sao sao em hát được? Không hát thì nói. À, không, giọng... không nói thì hát. Trời có vợ rồi mà không lẽ không biết tỏ tình lãng mạn sao? Đúng không? Ngày xưa không biết tỏ tình. Đâm ra là cứ lấy tay bùa lại đi. Không phải, cái ngồi nhỏ. Bây giờ làm đi, giờ xưa chưa biết, bây giờ biết. Em xin hát bài. Còn ngày ngùng gì không dám yêu anh em ơi, xấu đam mê đã vương đôi môi rồi. Người con gái ngùng anh say đắm bao đó hoa, để trái tim ai lạnh giá. Khi trao con tim đến mong được tìm em để đời thôi xót xa. Em không như hoa sẽ tàn úa theo tháng ngày, cơn yêu đương lầy bình viễn. Người ơi anh đã hiểu tình em. Được không em? Cảm nhận giọng hát như thế nào? Dạ, ấm áp lắm chị. Rồi, bóc đi em. Hãy nói về kinh nghiệm. Về kinh nghiệm hôn của mình giúp hai người yêu nhau hơn. Rồi, em nói đi. Giờ ảnh hát rồi, giờ cái này là của em đó. Rồi, nói đi. Cái này em không biết chị ơi. Sao không biết? Ngày xưa. Thế mà ngày xưa yêu sơ sơ chắc chưa hôn đâu nữa. Có hôn chưa? Đã hôn rồi là phải biết cảm nhận nụ hôn như thế nào. Nhưng mà không có kinh nghiệm như này đâu chị ơi. Không đủ kinh nghiệm để nói đâu ạ. Bây giờ sao? Cho bóc câu khác đi ạ. Không có bóc câu khác được. Bây giờ một là chàng trai giúp, chàng trai nói kinh nghiệm hôn của mình. Hai là chị sẽ phạt cô gái. Trò chơi thì tôi bóc một lần nữa nè. Hôn làm sao để cho hai người yêu nhau nhiều hơn. Bây giờ trước tiên em phải nói cái vế đầu trước. Cảm giác khi hôn như thế nào? Rồi ảnh sẽ giúp em cái vế thứ hai là hôn như thế nào để yêu nhiều hơn. Yêu. Đúng không? Đúng không em? Đồng ý không? Dạ chưa đồng ý. Sao chưa đồng ý? Khó quá. Sao chưa đồng ý? Ông thì... có vợ rồi, phải làm được. Vâng, cái nhưng đó. Mà em hôn em toàn nhắm mắt em hôn mà em chẳng cảm nhận được cái gì cả. Thì đó, một lát phải chia sẻ cảm nhận đó. Em còn một nhược điểm nữa là hay quên lắm chị. Nên là những cái gì của ngày trước là em quên hết rồi. Bây giờ chị sẽ cho anh này qua đây hôn em để em có cảm giác, để cho em nhớ. Chắc chắn là phải nhớ, không thể nào một người ít kinh nghiệm yêu đương mà nụ hôn mà không nhớ là không được. Hôn là đầu tiên cũng có khả năng là run, hơi run, hơi e dè, hơi ngại. Nhưng hôm sau ghiền. Không, chị? Thì đó là kinh nghiệm đó. Em nghĩ là thế. Ghiền rồi thì này muốn gặp nhau nhiều hơn nữa. Lúc đó tình cảm nó tràn trề rồi thì lại muốn đứng gần nhau để cho hôn nhau nhiều nữa cơ. Sao em? Đúng không? Anh nói vậy đúng không? Em chỉ gật đầu cái được à? Cái câu này của em đó, chứ không phải của ảnh đâu. Đúng rồi. Thì phạt em à. Em phạt cũng được chị. Phạt không? Rồi bước ra, thục dầu 5 cái cho tôi. Liền tay. Tôi ác lắm. Cái gì thục chị? Dầu 5 cái. Hít đất là nằm dài, hít đất, thục dầu là đứng lên ngồi xuống. Hai tay móc qua hai bên, đúng rồi, làm đi cưng. Ông cười, ông khoái kìa. Một, hai, ba. Cái tội hung mà không nhớ. Bốn, năm. Rồi về chỗ ngồi nè, anh này mới tức thì nhớ nè. Cảm giác của thục dầu như thế nào? Hơi nóng chị. Hơi nóng nè, nóng đâu rồi. Đâu có khỏe. Khỏe. Không nhớ hung ra sao? Nụ hôn đầu là mình run rẩy nè, mình hồi hộp, mình thở gấp nè, đúng chưa? À, mình lúc đó mình chưa cảm nhận được có phê hay không phê gì đâu, mình run lắm, hồi hộp lắm, trời ơi, lẹ lạp gì vậy, lẹ lẹ đi cho nó xong cho rồi. Em nghe nói là nụ hôn đầu là con gái thường mở mắt, phải không ạ?
Không, sợ lắm, cũng nhắm nhưng không có mở đâu. Đâu, kiểu giống như hí thôi, kiểu như nhắm nhưng mà sợ lắm, nhưng mà cũng tò mò có cái mặt anh này anh sao. Hí dòm 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 xong nhắm mắt, hí dòm dòm nhắm mắt. Chứ làm gì có mở chừng chừng vậy, không có đâu. Mở đầu từ từ á, mai mốt á, lần thứ hai tăng tốc lên. Hôm đó lúc đó bắt đầu mới cảm nhận, lần thứ hai mới thấy cái nụ vị vị ngọt đôi môi đó, hiểu không? Nó mới cảm giác như thế nào. Qua lần thứ ba, thứ tư rồi, đi chơi ngồi hoài, anh không hôn mình, bực mình dễ sợ. Tối không ngủ được. Ghê. Vậy em nói đúng đúng không ạ? Nói đúng đấy. Có vợ rồi mà không đúng sao được? Vì cô gái chưa thực hiện được, cho nên chúng ta sẽ tiếp tục. Giờ muốn tự làm hay muốn đưa qua đây, là ngồi bên đây đưa dạ, về thôi, lại. Để em nói. Rồi, nói đi, đọc lớn câu hỏi lên. À, nói một điểm bạn thích nhất và không một điểm bạn không thích nhất ở đối phương. Rồi. À, thật lòng mà nói thôi. Rồi, nhìn em nói thật lòng nha. Nói thật lòng nha. Cái gì thích nhất và cái gì không thích nhất? Thích thì lúc nãy giọng hát của anh rất là ấm áp. Không thích thì thực sự là chưa có. Kém thích hơn một chút thì không thích cái đi Việt Bắc. Ok. Rất thẳng hả? Rất thẳng hả? Dạ đúng rồi. Mời em. Đọc lớn lên coi. Bạn có ghen nếu đối phương và người yêu cũ họ vẫn duy trì quan hệ bạn bè thân thiết không? Có chứ chị. Người yêu cũ là như kiểu là tình cũ thì là không rủ sẽ đến. Mà nếu bạn này là vợ mình thì chắc chắn người đàn bà chắc không tôn trọng cái tình cảm vợ chồng mà lại vẫn duy trì với người bạn cũ. Nếu duy trì một cách công khai thì đó cũng là một người bạn tốt, nhưng mà nếu duy trì một cách bí ẩn gì đó thì cái này là vẫn phải ghen và cực kỳ ghen. Không thể chấp nhận được. Còn bể kèo đó. Bể kèo. Vâng. Rồi bây giờ thôi, nãy giờ tâm sự nhiều rồi, chơi nhiều rồi, cô sợ quá chơi hồi cô xỉu nè, không chơi nữa. Bây giờ thiệt nè, hãy nói thật sự cảm xúc của hôm nay mình đến với chương trình. À là anh có nghe là em kêu là bây giờ em đúng thật sự thích trai Bắc luôn đúng không? Vâng. Cũng không phải là không thích đâu mà. Nhưng em nghĩ thế nào là quan điểm về trai Bắc? Em kèo kẹt bùn xến gia trưởng. Em thích một người thẳng thắn, chân thành. Nhưng mà không phải là mọi người đều như thế, nhưng mà ở miền Bắc thì họ sẽ khéo léo hơn một chút. Mà em thì em không thích như thế. Nhưng em đã gặp người trai Bắc nào chưa? Cũng có. Có rồi. Nhưng mà đối với anh thì bây giờ anh không có quan niệm là ở đâu cả. Thế hay là mình ham lấy vợ quá hay sao vậy? Nên là anh nói thôi chứ còn thật sự anh không quan niệm thật. Ở đâu có người tốt, ở đâu cũng có người nọ người kia. Nên là anh không có nghĩ về cái chuyện là phải. Lúc anh đăng ký thì anh cũng có nói là ưu tiên người Bắc. Và cái đấy là cũng làm sao để cho bố mẹ được vui thôi. Thì chương trình thì em có nói bố mẹ em là kêu là em có tham gia chương trình này. Ngày xưa lúc anh đến vợ anh cũng quen một người Nha Trang. Đến lúc vợ anh đến ở gần đấy thì tự nhiên chỉ nghe lời mẹ nói mà anh lại chuyển từ một người Nha Trang sang người Thanh Hóa. Vợ cũ anh Thanh Hóa mà. Đâu bây giờ nó mới tan nát này. Và giá như ngày xưa mà cứ theo ý mình thì chắc không đến nỗi gì đâu. Không thích nhất thôi chứ cũng không phải là em có ý kiến gì khác biệt đâu ạ. Hay là cũng có khả năng là giống như anh là một người Bắc nhưng anh cũng chưa có gì để làm cho em thích chẳng hạn. Đúng không? Thôi được rồi. Cái này anh đã tặng em một cái đồng hồ rất đơn giản thôi. Đồng hồ này khi nào hết pin em cứ gọi anh xuống anh thay pin cho. Em đừng có thay, cứ để anh thay cho. Thật ra sẽ trả lời cho em anh là người như thế nào. Nhưng mà anh đi tốc độ cao như vậy em sợ gặp anh lắm. từ Đồng Nai đi Vũng Tàu thì xa mà anh đi tốc độ như vậy là sợ lắm anh. Không, đường từ chỗ anh xuống Vũng Tàu dễ đi mà. Vâng, vì dễ đi nên hay đi tốc độ cao lắm. Từ chỗ anh ngã ba Nhân Trạch ấy xuống tại đó là. Tại vì vừa ý cô muốn em là an toàn, chạy chậm thôi. Nãy biết vậy em vừa nói cái đấy chứ. Rồi, thế còn cảm nhận của em hôm nay? Ở anh em thấy có sự chân thành mà làm cho em cái quan điểm đó nó cũng không có sâu lắm. Tức là nếu anh không nói ra thì em cũng không biết. Như vậy cũng rất là tốt. Sau khi tường đếm 3 tiếng, nếu các bạn đồng ý hẹn hò thì mình bấm thật mạnh. Dạ. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu, yêu đương để tiến tới hôn nhân. Tôn trọng bản thân mình cũng như tôn trọng đối phương. Rồi nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Tại sao bạn trai bấm chậm vậy? Thì em mò cái nút tôi chưa thấy. Cái nút trước mặt vậy mà tại sao phải mò? Tôi đã kêu đặt tay vào nút bấm trước rồi mà mò là mò cái gì? Bị phê bình là tại vì bấm chậm hơn bạn gái. Mình phải nhanh hơn mình mới bảo vệ người ta được. Mất một tí điểm. Rút kinh nghiệm nhá. Vâng. Vậy là sao chị nào có nút bụi bụi chút? Mình phải bản lĩnh hơn, mình phải quyết đoán hơn, mình phải nhanh hơn mình mới bảo vệ được người bạn gái của mình. Hãy dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chính thức trở thành
một cặp đôi. Xin phép em. Hy vọng rằng hai bạn sẽ cố gắng tìm hiểu với nhau nhiều hơn. Ở đây thì ít phút mình chỉ là nói được một phần thôi, không thể nào nói hết được. Có tin vui thì báo cho chị Tường nha. Hy vọng là cặp đôi này cũng sẽ sớm báo tin vui cho chương trình. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi, luôn luôn ủng hộ chương trình Hẹn Ăn Trưa của Cát Tường nha. Bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ rất quen thuộc 10 giờ thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại. Mong muốn cô ấy là một người có ngoại hình cân đối, dáng cao, da trắng, tóc dài, mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ. Trời ơi, có hết nha. Ở đây bên đó là bao luôn, hai cô ở bên có đủ những gì em nói luôn. Em nhắm một đời em muốn khóc mấy lần nữa. Gắn lần này nữa chắc khóc cái kiểu mà khóc trong sự hạnh phúc quá chứ. Yeah. Em chỉ cần ưa nhìn là được, em không cần đẹp trai, em không thích sáu múi vậy. Rồi, ở đây ai cũng bụng bia hết trơn, em khỏi lo, không có sáu múi đâu. Thường là em sẽ không có mẫu người lý tưởng. Em nhìn người đó em cảm thấy có ấn tượng là em sẽ tìm hiểu. Anh muốn người phụ nữ của anh á, khi mà ra đường á, là mạnh mẽ bản lĩnh như con hổ, nhưng mà khi về với anh rồi á, thì như con mèo. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì không hẹn mà gặp nữa. Chúng ta lại trùng màu nhau. Chị nhớ có những cặp nào mà chúng ta trùng màu là chúng ta sẽ có được ít nhất là một cặp đôi thành công. Cơ hội ngày hôm nay chỉ đến cho chúng ta cùng một lần thôi. Nào chị. Yeah, quyết tâm. Đầu tiên, Cát Tường xin mời hai bạn trai bước ra sân khấu. Wow. Black and white hả? Yeah. Trời ơi, ở trong là sa ten hay là phi bóng vậy? Hôm nay em đi tới đây thì không nên nhắc tới từ bóng chị. Được rồi, chúng ta sẽ trò chuyện sau. Mời hai bạn nam hướng mắt về phía trước. Và bây giờ, mời hai cô gái xinh đẹp của nhà gái. Wow. Wow, ngày hôm nay là nhà gái em là có giá lắm nha chị Tường ơi. Nhà trai có hành, nhà trai có hành. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những thông tin từ những chàng trai của chúng tôi. Dạ. Chào em. Dạ vâng, em chào chị Tường. Em tên là gì? Em xin phép tự giới thiệu, em tên là Hồ Thanh Thiên. Wow, năm nay em 35 tuổi, sinh ra và lớn lên tại thành phố Huế, vùng đất kinh thành cố đô xưa. Gia đình em hiện tại thì đang sống tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Còn em thì đang làm việc tại một công ty bất động sản ở quận Bình Tân. Rồi, chúng ta đồng hương nha. Dạ, Huế nha. Dạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em, mọi người vẫn thường nhận xét em là một con người tử tế, chính trực, chu đáo, nhiệt tình và điềm đạm. Bên cạnh đó thì em cũng không có hút thuốc, không cà phê, không cờ bạc. Và em cũng có thể làm được hầu hết các công việc lớn nhỏ trong gia đình, như là sơn sửa nhà cửa, sửa chữa điện nước, đi chợ nấu ăn. Ngoài ra thì em còn có thể chơi được hầu hết các môn thể thao như là bóng đá, bóng chuyền. Hồi nãy em nói với chị lên đây không nhắc tới từ bóng mà. Dạ, rồi em chơi banh, dạ. Dạ, đá banh, đánh banh bàn, banh chuyền, banh rổ, dạ. Tại sao ngày hôm nay em mặc cái áo màu banh quá vậy? Cái áo nó hơi banh bảy. Dạ, banh bảy gọi là mặc dù trong cái đen nhưng mà nó vẫn tỏa sáng anh. Tiếp tục, còn ưu điểm gì nữa? Có thể là tạm thời như vậy thôi chị, em thấy em kể cũng hơi bị nhiều. Điểm yếu nè. Điểm yếu đầu tiên của em là em vừa già vừa xấu. Vừa già vừa xấu. Già hay lâu già? Cái này bởi vì những người bạn gái trước đây của em đều chê em vừa già vừa xấu. 35 tuổi thì vậy là cũng đúng rồi chứ già gì đâu. Bây giờ tới cô gái xinh đẹp ngồi cái ghế màu đỏ của tôi nè. Dạ, em xin gửi lời chào đến hai MC Cát Tường và MC Hứa Minh Đạt và hai bạn nam ngồi đối diện và các quý vị khán giả đang xem chương trình. Thì em tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Như Hảo. Em năm nay em 25 tuổi. Em đang làm việc trong một công ty truyền thông. Hiện tại thì em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em thì ở Bến Tre. Chết rồi. Hai đứa em ơi. Hai cô gái bên đây là cực phẩm giai nhân. Tôi con gái mà tôi nhìn tôi còn mê. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, về điểm mạnh thì em là một người khá là vui vẻ, hòa đồng. Mặc dù cái nhìn đầu tiên của mọi người thường hay đánh giá em là thấy em hơi khó gần, với lại
hơi chảnh nhưng mà thân thiết thì có thể là hơi lầy. Về điểm yếu thì em là một người hơi thẳng tính, đôi khi là làm cho người khác cảm thấy không hài lòng lắm. Trong giao tiếp em hơi, đôi khi em hơi bị cục xúc, hơi bị ngắn gọn quá. Rồi quay lại với em trai ngồi cái xanh nè, giờ em giới thiệu nè. Cho em xin gửi lời chào đến chị Tương, anh Đạt, anh Thiên và hai bạn nữ cùng với tất cả các khán giả đang xem đài. Em tên là Dương Trường Lâm, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại là công việc của em là nhân viên kinh doanh bên xe ô tô. Quê của em thì ở Cà Mau. Sau này mình định là lập nghiệp trên Sài Gòn luôn hay là sau này mình sẽ về quê? Em có dự định là em sẽ đi làm ở đây thêm tầm khoảng 3 đến 5 năm nữa. Vẫn muốn về quê lập nghiệp ở dưới quê mình đúng không? Gần cha gần mẹ phải không? Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh thì chắc có thể nói là em nhậu được. Nhưng Cà Mau mà. Em biết nấu ăn, em cũng thích chơi thể thao. Điểm yếu thì em đông người thì em hơi gục gà xíu. Với lại nhát gái nè. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào hai MC, anh Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường. Và hai bạn nam bên kia ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thu Uyên, tên thường gọi em là Kha My. Quê em ở Cần Thơ. Hiện giờ em đang làm bên thẩm mỹ. Có cái tiệm thẩm mỹ nào chưa? Dạ có, em mở được 3 lần tiệm rồi. Là bây giờ là chủ 3 tiệm hay là mình mở một cái không trong à, chứ sao? Dạ là dịch nên dẹp. Dạ đúng rồi. Mở ra gặp dịch rồi dẹp dẹp rồi mở gặp dịch lại dẹp. Đó vậy nên là mở 3 lần rồi. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ điểm mạnh là em khéo tay, vui vẻ hòa đồng, em có thể thích nghi với mọi trường hợp, ví dụ như đến cái môi trường nào em có thể hòa mình vào được cái môi trường đó. Điểm yếu của mình là gì nè? Dạ em hơi nóng tánh. Em có hay đi du lịch Cà Mau chưa? Dạ chưa, nhưng mà lần này sẽ có. Lần này sẽ có, hy vọng là vậy. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu sâu hơn một chút cho các bạn hiểu nhau, mình sẽ đi vào tình duyên nha. Chị quay lại chàng trai ngồi ở ghế đỏ trước tiên. Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em thì có 3 mối tình gọi là ấn tượng và sâu đậm nhất. Mối tình đầu tiên thì quen nhau cũng được khoảng gần 1 năm. Cô ấy cũng là người mà em cảm thấy gọi là phù hợp nhất, cũng là cái người mà giúp cho em thay đổi rất là nhiều, từ ngoại hình cho tới một số cái thói quen. Nhưng mà tiếc cái là cô ấy gia đình theo đạo, cũng hơi khó để có thể thống nhất quan điểm với nhau. Mối tình thứ hai của em thì kéo dài được khoảng tầm 6 tháng. Thì cô gái này lại là người mà ngoan hiền và rất là lo lắng quan tâm chăm sóc cho em. Hơi tiếc cái là đúng cái thời điểm đó thì em một phần là vẫn còn tình cảm với cô thứ nhất. Thứ hai nữa là sau cái chuyện với cái cô thứ nhất như vậy thì có cái khoảng thời gian là em có suy nghĩ rằng là mình chỉ sống độc thân thôi chứ không có lập gia đình. Và tới bây giờ em cũng rất là áy náy và cảm rất lương tâm cái việc đó. Mối tình thứ ba thì cô này em cũng quen được khoảng 9 tháng. Tới lúc quen với cô thứ ba là đã quên hẳn cô thứ nhất chưa? Dạ rồi chị. Đối với cô thứ ba thì do là quen nhau trong năm 2021 thì trong đó hết khoảng nửa năm, 6 tháng lại bị dịch. Cho nên là mặc dù ở thành phố nhưng mà cũng là gọi giống như yêu xa vậy đó. Bản thân em bây giờ tới giờ thì em cũng chưa hiểu rõ được là thực sự cái lý do của cô ấy chia tay là gì. Bởi vì cô ấy lại là người mà chủ động chia tay em. Và lại chọn đúng cái đợt mà hai đứa đi ăn sinh nhật của em luôn. Mà em hỏi lý do sao thì cô ấy chỉ nói rằng em cảm thấy là mình không còn tình cảm nữa thì em không muốn tiếp tục. Thì sau đó em cũng cố gắng bằng hết tấm lòng của mình và chân thành của mình để cố gắng giữ cô ấy lại. Nhưng mà cuối cùng thì cô ấy vẫn chốt lại là thứ nhất là em xin lỗi. Thứ hai nữa là em cảm thấy mình không còn cảm xúc với anh nữa. Và thứ ba nữa là em cũng đã có người mới rồi. Thế bây giờ em muốn tìm một người như thế nào? Trải qua 3 mối tình thì em cũng hiểu rằng là không có người phụ nữ nào hoàn hảo cả. Thì những cái mà em nói ra đây thì cũng chỉ là cái mong muốn của mình thôi, chứ không phải là một cái tiêu chí gọi là yêu cầu bắt buộc gì cả. Xét về ngoại hình thì em mong muốn cô ấy là một người có ngoại hình cân đối, dáng cao, da trắng, tóc dài, mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ. Trời ơi, có hết nha. Đây bên đó là bao luôn. Hai cô ở bên có đủ những gì em nói luôn. Bên cạnh đó thì cô ấy còn toát ra một cái thần thái là tự tin, vui vẻ, năng động và lúc nào cũng tràn đầy cái năng lượng tích cực. Có luôn. Muốn gì nữa à? Dạ, về tính cách thì cô ấy là một người phụ nữ chung thủy, có sự sâu sắc, tinh tế, khôn khéo và hiếu kính với cha mẹ và có cái lòng nhân ái với mọi người. Là một người siêng năng sạch sẽ. Dạ hết rồi. Ai cũng muốn dạy em riêng vì em đâu đầy đủ công dung ngôn hạnh rồi. Rồi bên kia cô có bao nhiêu cuộc tình rồi hả cô gái? Dạ về mối tình chính thức thì em có 3 mối tình. Dạ là một mối tình năm 18 tuổi, một mối tình năm đại học và một mối tình gần đây nhất. Tình đầu là quen được bao nhiêu lâu? Dạ khoảng gần 1 năm. Khi mà em lên đại học thì lúc đó là yêu xa.
nên là được một khoảng thời gian yêu xa. Dạ. Khoảng thời gian không gặp nhau nhiều. Dạ. Chia tay. Bây giờ mối tình thứ hai. Dạ, mối tình thứ hai là mối tình cũng gọi là lâu nhất, khoảng gần 2 năm. Khoảng thời gian học đại học thì trong vòng 2 năm đó thì cũng có những khoảng thời gian chia tay khá là nhiều và quay lại nhiều lần. Cái người đó là một người ở quê ở miền Trung mà em cảm thấy là suy nghĩ một cách hơi gia trưởng. Em là một người miền Tây nên là rất là thoải mái và tự nhiên ấy. Nên là em cảm thấy là không hợp nhau về quan điểm. Gần đây nhất bao nhiêu lâu ạ? Gần đây nhất thì khoảng gần cũng gần được một năm và chia tay cách đây khoảng 8 tháng. Thì thời điểm chia tay thì cũng ngay thời điểm dịch như là bạn nam bên kia. Mỗi người đều có những cái lo lắng riêng, những cái gọi là suy nghĩ riêng, những cái niềm riêng cái gì, nên là không có chia sẻ được với nhau. Đến với chương trình này thì em nó lên mẫu người đàn ông như thế nào? Thường là em sẽ không có mẫu người lý tưởng. Em nhìn người đó em cảm thấy có ấn tượng là em sẽ tìm hiểu. Nhưng mà phải có cái gì đó mới ấn tượng chứ, ngoại hình nè. Là chàng trai đó như thế nào? Cao hơn em. Cao hơn em cao nhiêu? Gì để tôi hỏi cái coi nè, em cao mét mấy? Dạ em mét 75 chị. 75, em mét mấy? Em cũng 75. Hai chàng trai 1m75 đều. Ngoại hình thì ưa nhìn một xíu thôi chứ cũng không cần quá xuất sắc hay là đẹp trai lắm. Tính tình sao? Dạ về tính tình thì là một người tử tế là được. Thế em nha, chàng trai ghế màu xanh nha. Tình trường em sao, mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua 3 mối tình gọi là đáng nhớ. Thì mối tình gần nhất á, em quen cũng được 6 tháng. Em với bạn làm chung. Cái đợt tết mà năm 2021 á, cái bạn kêu chia tay. Tại vì bạn có giải thích đó là bạn muốn dừng lại là để bạn lên Sài Gòn bạn học. Tại vì lúc đó em làm với Long An mà. Dạ. Còn lý do bên trong nữa hay không thì em cũng không có rõ. Nói chung là em cũng có níu kéo á. Bạn nói rất là thẳng thắn, bạn rất là dứt khoát. Em về khóc rồi 3-4 ngày trời. Trời ơi, thấy thương ghê. Chắc nhậu dữ lắm hen. Đúng rồi, em nhậu dám một tháng liên tục. Nhưng mà khóc là khóc một mình hay khóc với mấy thằng bạn? Lúc đó em về phòng em khóc ướt gối hết rồi. Nhưng rồi mà sau khi chia tay là có còn liên hệ gì nữa không? Sau những cái ngày khóc đó rồi làm sao để hết khóc? Em nghĩ làm đó. Em nghĩ làm đó. Sao vậy? Em lên Sài Gòn ăn làm. Nói chung là làm ở đó thì đi ra đi vô. Nhớ bạn gái. Nó có nhiều cái chỗ mà mình thấy nhớ đó, kỷ niệm. Em là người rất là ủy mị và cũng rất là lụy tình phải không? Sống rất tình cảm phải không? Một lần quen lần khó mà chị. Vậy bây giờ ra lại mối tình trước nữa. Dạ, mối tình thứ hai là lúc em sinh viên năm 3 rồi. Quen một bạn học ở Đại học Cần Thơ. Là khúc này em ở Cần Thơ. Dạ đúng rồi. Trời ơi, mối tình cuối là ở Long An, mối tình giữa là ở Cần Thơ. Có hôm đó bạn ấy bận bệnh thì em cứ suy nghĩ bình thường thôi. Bệnh thì mình mua thuốc, mua cháo về mình cho bạn ấy ăn rồi bạn ấy ngủ. Thì em thấy bạn ấy ngủ rồi em ra em đóng cửa, em khóa cửa trọ, em đi ra quán cà phê uống cà phê. Tại lúc đó em mê game á. Bạn bè với mấy anh em rủ ra uống cà phê rồi chơi game. Chắc bạn ấy giận, bạn không hài lòng nữa cho nên bạn muốn dừng lại. Cái mối tình đó thì em cũng khóc được cũng dữ lắm á. Có bỏ học luôn không? Không chị. À, tại em bữa em bỏ làm bây giờ khóc quá bỏ học. Em nhắm một đời em muốn khóc mấy lần nữa. Gắn lần này nữa chắc khóc cái kiểu mà khóc trong sự hạnh phúc á chị. Rồi, bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em cũng không có yêu cầu nhiều về ngoại hình. Chỉ cần mặt bạn ấy ưa nhìn ấy. Với lại em muốn bạn ấy là tinh tế. Thêm một cái nữa là lịch sự, lễ phép, là gặp người lớn như đó thôi chứ em cũng không có yêu cầu gì nhiều. Rồi vậy là quá đơn giản. Được rồi. Cô gái đến từ Cần Thơ. Dạ. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình ạ. Mối tình thứ nhất là em quen người Bắc. Gia đình của người đó thì vào Nam để sinh sống. Nhưng mà trước khi vào Nam á, là mẹ người đó đã không thích gái miền Nam. Xong rồi người đó cũng cãi gia đình nguyên được 2 năm mấy. Sau đó nhà người đó thì chỉ có một hình con trai thôi, nên là ba mẹ bắt lấy vợ. Còn người mẹ thì bị bệnh nên là cứ hăm vợ, kiểu là nếu mà không lấy vợ sanh cháu thì chết không nhắm mắt cái kiểu. Nên là bạn trai đầu của em á quyết định là nghe lời mẹ lấy dâu Bắc. Mối tình thứ hai sao? Dạ số em làm sao? Sao nữa em? Trời ơi. Em lại là người Bắc nữa. Nhưng mà lần này là môn đăng hộ đối. Tại vì anh đó nhà giàu quá hay là? Dạ kiểu người ta vừa giàu mà vừa có gia thế, chênh lệch quá nhiều.
Thì hồi đó ngoài Bắc em ở trong này. Anh ở ngoài Bắc sao anh quen em trong này? Anh đó là Việt Kiều Úc. Tình cờ thì qua bạn bè anh đó, lúc anh đó về nước đó, thì có gặp em. Dạ thì hai đứa quen nhau. Anh lấy vợ chưa? Dạ mối tình thứ nhất á, thì em còn biết. Còn mối tình hai á, cuộc đời em nó éo le lắm anh. Sao? Em hai người đang yêu nhau á, nhưng mà ba anh đó giới thiệu bạn gái để quen. Môn đăng hộ đối. Dạ, lúc đó là ảnh vẫn giấu em. Nhưng mà kiểu như linh cảm á, em cảm thấy cái cuộc gọi nó ít đi dần và cảm thấy cái lời nói nó khác thường ngày. Em mới nghi, xong rồi em mới hỏi thẳng á, ý là anh đã có người khác hay sao, hay là như thế nào thì cứ nói thẳng để giải quyết, chứ em không thích mà dây dưa kiểu như vậy. Em hỏi miết người đó cũng thừa nhận, nhưng mà em không biết tại sao em lại là người thứ ba nữa. Cái chị đó lại ghen ngược với em, nửa đêm gọi em rồi bắt anh đó phải chọn á, bây giờ là chọn chị đó gia đình hay là chọn em. Tóm lại chia tay em thấy em đã buồn rồi, nhưng mà em còn bị như vậy nữa. Bây giờ dứt chưa? Bây giờ dứt hết chưa? Dạ mối tình đó được một năm mấy à. Dạ mà không còn liên lạc gì nữa phải dạ, không? Dạ đúng rồi. Thật em... ra đôi lúc không phải vì tình yêu đâu, đừng có nghĩ rằng đó là tình yêu. Tại vì tình yêu là phải từ hai phía. Cái điều mà em mỗi lần em nghĩ tới, em muốn khóc, em bực bội, em ở mức trong người đó là em không phục. Em không phục là tại sao em lại bị người ta bỏ rơi. Em không phục là tại sao tự nhiên mình là cái người tới đầu, mình thành người tới cuối. Nên em tức. Chứ bây giờ có cho người đó quay lại em cũng không có thèm đâu. Cho nên là em đừng có nghĩ rằng đó là em yêu cái người đó, không có đâu. Em hãy thương bản thân mình lên, tự tin lên đẹp. Trời ơi mới có nhiêu đó mà em nói sao đời em éo le. Nhưng mà lần này em không muốn gặp người Bắc nữa. Thì không muốn gặp người Bắc nữa thì em chơi với Cà Mau cho chị. Em thấy anh đó cái quan điểm, cái mẫu người á, em đều có hết. Nhưng mà em có ngại làm vậy? Dạ không, mẹ chồng á mà thương em thì em sẽ thương như mẹ ruột. Hay quá. Có cơ hội rồi, có cơ hội rồi hai bạn ơi. Rồi bây giờ nói mẫu hình đàn ông lý tưởng của em đây nè. Em chỉ cần ưa nhìn là được, em không cần đẹp trai, em không thích sáu múi à. Rồi, ở đây ai cũng bụng bia cho em khỏi lo, không có sáu múi đâu. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ hỏi ý kiến người thân nè. Chào cô ạ. Trước hết là tôi xin chào ông Mai bà Mối. Dạ, chào cô. Tôi xin giới thiệu, tôi là mẹ của Hồ Thanh Thiên. Hai em thì đều là coi như là có những cá tính riêng, cô nào cũng đẹp hết. Dạ, nhưng mà bản thân cô là người mẹ, cô ngồi ở dưới, cô cũng hiểu cá tính của con trai của mình. Thì theo như cô từ nãy giờ cái sơ bộ bên ngoài thì cô cảm thấy là cái cô ngồi ở ghế màu xanh với cô ngồi ghế màu đỏ thì cô nào có vẻ sẽ phù hợp với tính cách của con trai mình hơn ạ? Theo như chương trình đặc đệ thì coi như tôi thấy đó là cũng phù hợp. Được, coi như là ghế đỏ và ghế xanh với ghế xanh thì cũng là phù hợp. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, mời em trai đẹp trai, em đi ra đây. Cho em xin gửi lời chào tới chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt và tất cả mọi người đang theo dõi chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Em là đồng nghiệp của chị Như Hảo. Dạ, theo như em xung quan sát nãy giờ thì em thấy anh ghế đỏ có vẻ có sẽ hợp với chị của em hơn. Tại chị của em trong công việc là một người rất là chỉnh chu và có trách nhiệm. Còn một khi đã chơi là chơi tới bến và tới nóc luôn. Cho nên là nếu mà thân thiết thì có hơi chút lầy lội. Nên là em thấy cái tính tình điềm đạm và chững chạc của anh có thể bù trừ được với chị của em. Cảm ơn các bạn. Hay quá. Thôi, chần chờ gì nữa. Bây giờ chúng ta sẽ Mở cửa trái tim. Sao hai chàng trai của tôi thấy nãy giờ chị Tường với anh Đạt nói có cái gì quá lố không? Dạ, toàn là cực phẩm. Toàn là cực phẩm không phải không? Cảm xúc đầu tiên của em như thế nào khi nhìn thấy hai cô gái bên kia? Dạ, đầu tiên là khớp á, đẹp quá cho nên là cũng khớp á chị. Chắc để nhường cho Lâm ý kiến nữa chị. Ủa gì kỳ vậy? Mình cứ nói trước đi. Khớp. Dạ thì đang khớp á chị. Đang khớp. Chuyến này nhắm coi có bỏ việc hay bỏ quê, bỏ nhà viết thơ cho ba mẹ gì nữa không? Thì nãy em cũng nói từ đầu á, em cũng nhắc gái á, mở ra hai mặt đẹp quá em cũng hơi ngọt. Thôi cho phép tụi em tặng quà đi. Em tặng đi, rồi. Có hai món quà tặng hai bạn nữ, anh xin phép gửi cho bạn trước ha. Này. Còn cái này thì anh gửi cho Hảo ha. Wow, có một cái cuốn sách gì ạ? Dạ, Đàn Ông Sao Hỏa, Đàn Bà Sao Kim. Hai cuốn sách là giống nhau phải không? Ý, có chữ thân chúc em sớm tìm được một nửa tâm đầu ý hợp và sẽ luôn đong đầy hạnh phúc, trọn vẹn yêu thương ạ. Rồi bên kia có chữ không? Không luôn. Trang luôn. À, y chang. Thân chúc em. Hai cuốn sách y chang nhưng mà cái này hoa có hồng là khác à. Cái này là có thể giải thích ý nghĩa không ạ? Cái bông hoa hồng bất tử đó thì em tặng riêng cho Hảo thì cũng có ý nghĩa.
là hoa hồng thì nó tượng trưng cho một cái vẻ đẹp rồi, và phụ nữ thì luôn luôn xinh đẹp. Nhưng mà ở đây đặc biệt thì nó là một bông hoa hồng bất tử, và cũng ý nghĩa là coi như là vẻ đẹp của bạn sẽ luôn luôn xinh đẹp như vậy. Rồi bây giờ cho tôi hỏi nè. Dạ. Hoa hồng này tặng cho bạn Hảo là vì do chương trình sắp em với bạn Hảo ngồi cùng ghế màu đỏ, hay em tặng cái bông hồng cho bạn Hảo là vì em nghe lời tư vấn của mẹ, hay em tặng cái bông hồng cho bạn Hảo là tại vì mở cửa trái tim ra thì em thấy em rộn ràng hơn khi nhìn bạn Hảo? Dạ, ở đây thì đầu tiên hết là đó là xuất phát từ cảm xúc của em, là khi em mở cửa ra thì em có ấn tượng hơn và đối với bạn Hảo hơn, cho nên đó là em lựa chọn tặng riêng cho bạn Hảo thêm cái bông hồng. Rồi, tất nhiên mình rồi em ơi, cố lên em ơi. Em tặng cho bạn với ý nghĩa là nếu mà sau này á hai người có cơ hội quen nhau, cái ý nghĩa của cây dù này á là muốn những cái lúc mà không có anh ở bên cạnh thì cây dù này nó sẽ thay thế anh là che chở cho em những lúc nắng mưa. Mở dù ra đứng che cho chị. Trời ơi dễ thương quá, cặp này đẹp đôi quá. Bây giờ tới phiên nhận xét của hai cô gái đi nào. Hảo, nói trước đi, cảm xúc của tụi em như thế nào khi mở cửa trái tim này ra và thấy hai chàng trai này? Nãy giờ em có chăm chú lắng nghe bạn ghế đỏ hơn. Về ngoại hình thì em thấy cũng tạm ổn. Thế em? Thì nãy giờ em cũng nghe hai bạn bên kia nói chuyện á, thì em thấy cái yêu cầu và quan điểm em thấy hợp với anh ghế xanh hơn. Nói chung là những cảm xúc đầu tiên là có vẻ là hơi tốt. Có tiết mục văn nghệ gì không? Văn nghệ cho vui đi. Trời. Giọng nói hay thế nào cũng hát hay à? Dạ không, em hát không hay lắm đâu chị. Nhưng mà ở đây để góp vui chương trình thôi. Rồi. Có cái phần em hát ngắn thôi chị ha. Ngắn thôi. Dạ. Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè, bầu trời lấp lánh như cánh hoa như sao tỏa bay. Và dù anh có che lại vẫn nguyên lời thề, vì màu nở trắng em cài là hoa tuyết không tàn. Dạ em xin hết. Cao cưng ổn không? Để mình thể hiện nè. Mau có gì vui thể hiện đi cưng. Hồi nãy em có nói là em hơi ngại trước đám đông á, cho nên là có ai cho em mượn điện thoại em cầm em lấy điểm tựa em mới hát được đó chị. Trời đất ơi, em xin tặng cho hai bạn nữ một bài hát. Không, em tặng chị. Em nói lộn, em xin tặng cho em tặng cho bạn Khammy một bài hát là Ít Nhưng Bền Lâu. Mai này chàng giấy trắng nhật ký anh lưu sao đầy những thói quen em mỗi ngày, hay hờn ghen dẫn dối chèn lối đi trên đường về. Khi em rất say anh ngồi đây ghi điều anh sơ nhớt, lạc mất em nơi đông người, quen nắm tay em mất rồi. Ghi điều anh thắc mắc câu hỏi yêu em thế nào, anh yêu ít thôi nhưng dài lâu. Nhưng em bỏ anh là anh sẽ khóc nhiều, đúng không? Thường thì tôi thấy những cặp khác có thể là mở cửa ra thì đôi lúc chưa còn hoang mang, chưa biết chọn ai. Còn đằng này là mở cửa ra thì thấy hai bạn nam đã tập trung vô một cái đối tượng nhất định. Và ngược lại hai bạn nữ thì cũng có vẻ cũng có một cái thiện cảm nhất định với một cái đối tượng. Và tôi muốn bây giờ mình chia cặp luôn. Hai cặp sẽ tự trò chuyện với nhau chủ đề tự do để các bạn có thể hiểu rõ được nhau nhiều hơn. Rồi nha. Dạ. Rồi bây giờ sao ưu tiên cho cặp đỏ trước ha. Mời hai em cứ thoải mái. Anh xin phép chủ động trước ha. Trong mối quan hệ thì chắc chắn có những thời điểm sẽ phát sinh là em sẽ có ghen, đúng không? Thì những lúc em ghen thì em sẽ cư xử hành động như thế nào? Em tự cảm thấy mình sẽ không gọi là thường xuyên ghen một cách vô cớ. Khi nào mà có dấu hiệu thì em sẽ hỏi thẳng à. Rồi những lúc mà em stress hoặc là buồn phiền hoặc là giận dỗi gì đó, những lúc mà tâm trạng mình đang như vậy thì em thường làm gì? Những lúc mà thường stress trong công việc thì em sẽ tìm một người nào đó để nói chuyện, để chia sẻ, hoặc là hẹn đi cà phê với bạn bè. Nhưng mà nếu như có anh bên cạnh rồi thì em sẽ làm gì? Trong khi mà em đang trong một mối quan hệ thì những lúc như vậy em cần một cái người gọi là điềm tĩnh và có thể chia sẻ được. Ví dụ mình đang trong tâm trạng thì cái đối phương của mình phải vui vẻ.
thì mới mang nó mang lại cái năng lượng tích cực để làm mình vui theo. Để cho người ta hỏi với đi hỏi hoài vậy, hỏi lại đi cưng. Em muốn hỏi anh là khi mà trong một mối quan hệ mà về gia đình á, thì anh có muốn người phụ nữ của mình hoàn toàn gọi là một người phụ nữ mà về nhà chỉ lo chăm lo chuyện gia đình không, hay là vừa phải đi làm vừa phải ở nhà? Anh muốn người phụ nữ của anh á, khi mà ra đường á là mạnh mẽ bản lĩnh như con hổ, nhưng mà khi về với anh rồi á thì như con mèo. Lúc nào còn như thì meo thì meo. Ví dụ như là cũng có con hổ và con mèo, nhưng mà ra đường thì như một con mèo, nhưng về nhà như một con hổ thì sao ạ? Cái này anh từ kinh nghiệm của anh hay sao anh? Tiêu chí anh mới đầu cũng là vậy đó, là ra đường như một con hổ nhưng về nhà như một con mèo. Nhưng mà khi anh cưới vợ về rồi thì cũng có con hổ và con mèo, nhưng mà lúc nào thể hiện nó thể hiện. Dạ, cái này chắc em xin phép học hỏi kinh nghiệm của anh Đạt á, thì chắc anh chia sẻ. Bởi vì em thấy anh hiện tại đang rất là viên mãn, một vợ hai con rất là hạnh phúc. Có thể đối với anh thì lúc ra ngoài đường vợ anh như một con hổ, về nhà thành một con hổ dữ hơn. Về nhà thành một con hổ dữ hơn. Nên em yên tâm đi. Khi mà em nghe nói là anh quê ở Huế á, thì em cảm thấy một chút lo lắng. Tại vì em thấy là người Huế thường rất là khuôn mẫu, khuôn phép, hơi khó. Em sợ bản thân mình sẽ không thích nghi được. Nên là không biết anh có khó hay là gia trưởng không? Anh cũng làm rõ cái này chút. Bởi vì là gia trưởng thì có thể nó thiên về cái phần nào đó hơi độc đoán, còn anh thì nó thuộc về cái sự quyết đoán chứ không phải là độc đoán. Mà là một người đàn ông trụ cột trong gia đình á, thì cũng cần cái sự mạnh mẽ đó. Chứ còn là nếu mà gọi là độc đoán áp đặt phụ nữ thì là không. Cho nên là em yên tâm về cái sự gia trưởng đó thì anh không có, nhưng mà sự mạnh mẽ và quyết đoán là có. Rồi đủ rồi. Rồi tới cặp kia. Cái cặp màu xanh người ta nôn nóng quá rồi. Cười hoài à, không biết cười gì nữa. Thì hiện tại em lên đây em ở làm việc ở đâu, là ở quận mấy á? Dạ Tân Bình. Tân Bình cũng gần. Dạ. Em làm việc ở Thủ Đức. Em thấy nó cũng gần quá. Khoảng cách trái tim người ta thấy gần rồi. Dạ, ở anh một... nói gần là gần. Cho anh hỏi một cái nữa là nếu mà hai người có quen nhau á, thì sau này anh có chọc cho em tức á, nhay á, thì em có giận anh không? Tại vì cái tính anh hay là chọc cho tới lắm. Dạ không, em không có giận đâu, em đập anh luôn à. Em thấy vô rồi đó. Em muốn hỏi lại gì anh không em? Anh hết rồi đó, anh câu chốt, anh là anh thấy vô rồi đó thôi. Em muốn hỏi anh là anh nghĩ sao về con người hơi bựa xíu à? Thì bữa với nhây nó cũng giống nhau. Bản tánh em thì vui vẻ, hòa đồng lắm. Thì kiểu như trong tim đi chơi, em là cây hài trong tim vậy á. Nhiều khi anh thấy em bựa quá nên em hỏi trước à. Giống em à. À rồi. Bên nhây bên bựa hợp quá trời. Anh nói là nếu mà quen á, nếu mà đến với nhau á thì về làm dâu đúng không ạ? Về phụ dưỡng mẹ. Dự kiến thôi, dự định. Thấy chưa, nó lập kèo liền, thấy chưa? Thấy gái đẹp nó lập kèo liền, nghe lời chị Tường liền. Thì nói chung á, thì hiện tại em 28 tuổi thì em cũng đang có dự định là trong khoảng là 30 đến 35 thì em sẽ lập gia đình. Từ đây tới thời điểm đó em làm khi nào đủ tiền thì em cưới thôi. Được thì về quê cũng được, không thì em về Cần Thơ em làm cũng được. Nói chung cái nghề của em giờ đi đâu em xin cũng được hết. Thấy chưa, em thấy chưa, bắt rể về Cần Thơ luôn được không? Dạ hỏi ảnh nè, có chịu về làm rể không ạ? Về làm rể Cần Thơ được không? Lụm luôn vậy, lụm luôn vậy. Lụm luôn. Trời ơi. Ví dụ như em chấm về cái gương mặt đó thì được bao nhiêu điểm à? Thang điểm trên trăm. Thang điểm trên trăm chấm nhiêu? Mời em đứng qua bên bển sát bên cổ. Đứng lên, hai đứa đứng lên nắm tay nhau đi. Nhìn cho kỹ vô. Tư vấn sắc đẹp cho chị, trăm điểm là chấm được nhiêu? Nói đi em. Nhiêu? Thang điểm 100 hả? À, dạ 90 ạ. Trời ơi, trời 90 ơi. Rồi, mời em bước qua. Xin phép được nắm tay bạn gái, nói một câu cuối đi. Trước khi mình về quyết định bấm nút hẹn hò hay không. Hẹn hò muốn gì đó làm đi. Tại em rất là ấm. Có thể nhìn thẳng mắt anh không? Em nghĩ sao về cái việc mà nếu mình là bị làm dâu? Dạ em thấy việc đó thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà em chỉ lo lắng một điều là về quan điểm sống và cái môi trường sống của mình từ hồi bé đến lớn này. Em sợ là sẽ không thích nghi được, không hòa hợp được.
nên em hơi lo lắng. Anh nghĩ cái đó thì mình có thể là thời gian tìm hiểu kỹ hơn. Chứ còn giờ ví dụ anh nói thì em cũng sẽ vẫn còn nhiều cái lo lắng bởi vì chưa biết thực tế như thế nào. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ thì tới đến thời khắc quan trọng rồi. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm. Các bạn thân mến của chúng tôi, hãy hướng mặt ra trước, nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là khoảnh khắc quyết định. Sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt, các bạn phải đưa ra quyết định của mình. 5 4 3 2 1 Nếu mà sau này á, hai người có cơ hội quen nhau, cái ý nghĩa của cây dù này á, là muốn những cái lúc mà không có anh ở bên cạnh thì cây dù này nó sẽ thay thế anh là che chở cho em những lúc nắng mưa. Em chỉ lo lắng một điều là về quan điểm sống và cái môi trường sống của mình từ hồi bé đến lớn thì em sợ là sẽ không thích nghi được, không hòa hợp được, nên là em hơi lo lắng. Anh nghĩ cái đó thì mình có thể là thời gian tìm hiểu kỹ hơn. Thì nãy giờ em cũng nghe hai bạn bên kia nói chuyện á, thì em thấy cái yêu cầu và quan điểm em thấy hợp với anh Ghế Xanh hơn. Và bấm mặt. Ten ten ten, chúng ta có một cặp. Có một cặp màu xanh. Có nghi nghi em gái vẫn còn đang lo lắng một cái điều gì đó, là sao em không đánh đứng. Dạ, em nghĩ là em cần thời gian để tìm hiểu thêm về những cái mà em đang lo lắng à. Chứ em hiện tại em chưa đủ để quyết định. Chị hiểu được cái cảm xúc của em và chị cũng nghĩ là em không có bấm nhưng mà chị vẫn hy vọng. Em cũng có cảm giác như chị. Ừ, nhưng mà em vẫn bấm. Dạ đúng rồi, bởi vì lúc nãy em cũng có nói với bạn á. Giờ mà em có nói gì thì cũng rất khó thuyết phục bạn. Đúng. Cho nên em cũng nói bạn là chúng ta cần cho nhau cơ hội để có thời gian và để bạn có biết thêm thông tin. Nói chung là em cũng đã làm hết sức rồi, nhưng mà nói chung mình cũng phải trân trọng cái cảm xúc của cái suy nghĩ của cô ấy thôi. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, mời cái cặp đôi này ra chính giữa. Trước tiên á thì Cường xin thay mặt cho chương trình cảm ơn hai bạn đứng hai bên. Mặc dù hôm nay mình chưa có cái duyên đó, nhưng mà chị hy vọng rằng là trong niềm vui của tụi em sẽ gặp gỡ được nhiều cái cơ hội, sẽ có nhiều cái sự vui vẻ, bình an trong cuộc sống và tình yêu nó sẽ đến một cách nhẹ nhàng với mình. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình nha. Còn cặp đôi này, chúng ta hãy dành cho nhau một lời nói, một cái cử chỉ hành động gì nó lãng mạn nè. Kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta gặp mặt nè. Mong là qua chương trình này, anh và em sẽ có thêm nhiều cơ hội để tìm hiểu. Nếu mà mình cảm thấy mình hợp nhau và mình cho nhau một cơ hội thì anh muốn cùng em đi xa hơn trên con đường tình yêu này. Thầy xin phép hung một cái đi. Cho anh xin phép được hung một cái ha. Chắc hung môi quá. Không. Trời, chỗ lớn. Trời ơi, chỗ lớn quá. Chỗ lớn quá vậy. Tình cũ chắc hung cái gì đó nó nhẹ nhẹ trước đi. Thầy cho em xin phép em hung má. Dạ, dạ, chuẩn bị hành lý đi. Giờ cuốn gói qua nhà cô ở luôn nha không? Dạ. Bây giờ thì Cát Tường xin gửi tặng mỗi bạn là một sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có chứa MSG và không có chất bảo quản. Xin gửi tặng cho hai bạn. Đây, tặng em nha. Rồi, tặng em. Kính thưa quý vị, cặp đôi bấm nút thành công, chương trình dành tặng cho hai bạn một phần quà nhỏ. Đó là một gói premium của ứng dụng Speak Couple vừa ra mắt của nhà MCV, với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Và đối với cặp đôi ghép đôi không thành công, các bạn đừng lo, chương trình cũng đã dành tặng cho các bạn phần quà. Đó là gói premium của ứng dụng Speak Couple. Một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện sẽ giúp cho các bạn độc thân sẽ tìm kiếm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này các bạn sẽ được tư vấn bởi ông hai bà mối rất là duyên dáng nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speak Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speak Couple nhé. Có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Các bạn hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Các bạn hãy nhớ chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.